Rồi rồi rồi. Được một em nữa các anh bạn, các bạn ơi. Con này còn nhỏ, con này không có bự. Nào, lên đây coi. Ôi ôi, ôi cũng bự nè. Cũng bự với đồ nhỏ. Còn dưới cái giọt nè. Bùa hồng quá, bùa hồng nó bay. Có không Tâm? Chết hả? Cái này không có luôn, hy vọng là sẽ được 20 con nữa thôi. Rất là cực khổ anh chị ơi, đi lội vô bùn nè, đứt dép luôn à, một bên có bên không. Có trống quá là dễ. Có những cái clip mà có những cái chỗ mà đặt nó vô rất là nhìn thấy đã lắm các anh chị. Còn mấy cái lồng mà không vô này. Không có chứ. Chuột không có. Rồi không luôn. Kệ có cái có không cho nó hồi hộp nó vui. Hai cái ở đây chất quốc luôn. Giờ mà không đúng tay. Thấy em ru vậy. Có thiệt chứ nó chơi làm sao. Con này bự chứ hay. Cũng được, con này cũng được. Thiệt chứ nó chơi. Con này để đặt gắn nè các anh chị. Con nào cũng là cũng được hết á. Con bự thì mình nướng mình làm này nọ, còn con nhỏ thì cho gắn đặt gắn. Cái món tàu chín này. Chín. Tôi quê tôi. Đây đây đây. Đây. Để chưa chín mà. Ai rồi. Rồi rồi rồi. Trái này về hôm hôm mà sớm mà đang tìm. Cái này nằm bên kia cũng một em nữa nè các bạn. Một em nữa. Con này bự nha. Bự. Hôm nay là chúng mấy luồng mấy con bự không à. Dù đây mập quá trời ta. Chục lúa còn lúa ha. Còn lúa mập dữ lắm, còn lúa mập quá. Đi thăm bẫy mệt lắm các anh chị các bạn ơi, đi trong đêm mà không thấy đường đi mà nhưng mà có chuột là có động lực. Té tới té lùi. Đi quải hai cái vỏ sách này nữa. Rất là cực khổ. Nhưng tôi đi qua đó tôi về mà giờ đi qua đó là không có cái nào. Mẹ có đó cho nó gần. Dính liên miên xin ơi. Rồi rồi, vô nữa anh em ơi. Thêm một chú nữa. Này là chú chuột con đây, chuột này bự à. Ừ. Rồi, một em nữa. Em ở đây. Anh em nữa mấy anh. Rồi, đây nữa, bung luôn. Cái gì nó ngã luôn ta? Nó tung á. Trời ơi. Nhỏ mà dữ à. Dữ thiệt. Cái luồng này nó nghe nói là chưa cái ông chú chịu nói không ai đặt chứ. Chưa đặt. Con nữa chứ. Rồi rồi, một con nữa các bạn ơi.
Ai, một em nữa đây. Còn nữa thôi. Ôi, hai cái này không có rồi. Hai cái. Cái này không có luôn. Hy vọng là sẽ được 20 con nữa thôi. Rất là cực khổ anh chị ơi. Đi lội vô bùn nè, đứt dép luôn à. Một bên có bên không. Đâu, đó. Rồi dính một em nữa, đây cái luồng. Cái luồng xuống nè. Cái luồng nè các bạn, cái luồng chạy láng lình nè, chạy láng nè. Đó, nó đi xuống đây luôn. Lụm nó luôn. Rồi con này giờ 80 nó đã. Trời ơi. Cái đuôi dài. Chục dài. Con cái. Chục cái nữa hả? Quá trời, chục mập quá. Có không Tám? Đâu đâu đâu, đâu. Nằm nóng đó, thấy không? Rồi rồi một em nữa. Các bạn ơi, các anh chị ơi, đây một em nữa nè. Đó. Cái đường đi của nó luôn nè. Nghe đường đi nha. Con này bự nè. Còn một hống bay vô miệng à. Đâu đâu. Rồi rồi rồi. Được một em nữa các anh bạn, các bạn ơi. Con này còn nhỏ, con này không có bự. Nè, nè coi. Ôi ôi, ôi cũng bự nè. Cũng bự chứ đâu nhỏ. Còn dưới cái giọt nè. Bù hồng quá, bù hồng nó bay. Có không Tám? Chết hả? Đuối rồi các bạn ơi, đi đi đuối rồi á, đi này có không Tám? Ơi đây một em nữa đây. Thôi rồi con này có lý à. Đây các anh chị thấy có đã không? Cảm giác nó hết mệt luôn các anh chị ơi, khi mà đi thăm bẫy được trúng như vậy là quá ngon rồi. Rồi cái này nó làm gì, nó nằm kiểu này là thua rồi, lật ngửa luôn, lật ngửa rồi, nó vô rồi mới ra được rồi. Ơi nè, rồi đi sụp bung quá. Đây có chiếc cam. Đây một cái clip cam của người ta các anh chị các bạn. Ây da, khó đi quá. Rồi cái này chất quốc mệt hết rồi, mệt rồi, lôi mệt rồi. Rồi cái này bị sảy rồi, thấy cái đường đi nè, nó vô qua đó, nó vô nó bật rồi nó. Cái này cũng một cái lò xo nó yếu phải. Thay 80 nào thay đi, kiểm tra thay lò xo đi, mỗi lần đặt là mỗi lần cực mà. Nghe cái hàng của nó thấy không?
à. Con ướt nhẹp á. Ừ, ốc á. Giờ gom đồ nghề lên xe về đem cơm đem nước cho theo ăn. Ủa sao Tám không bỏ ra đây Tám? Bỏ ra lòng bự nè. Ôi về nhà bỏ luôn. Rồi các bạn. Rồi các bạn ơi, đây là đồ nghề của mình đem theo nè. Em theo cái máy laptop đặng sang dữ liệu qua, chứ điện thoại không có đủ. Em trà, em nước. Đây có được một trái măng cầu à. Trái bình bát, người ta gọi là trái bình bát. À. Rồi. Là xong chuyến đặt chuột của mình là kết thúc anh chị các bạn. Đây là những kết quả mà sư phụ mình đặt đây. Đếm như con Tám. 18 bự. 18 con chuột bự. 30 nhỏ. 30 nhỏ. Bữa nay là thua rồi, tại người ta đặt trước mình ngày. Rồi chuẩn bị, thầy trò chuẩn bị cuốn nốt về. Rồi cái video của mình đến đây đã hết nha các anh chị các bạn. Hẹn các anh chị các bạn vào clip video sau mình sẽ quay cho các anh chị xem. Anh chị nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ cho miền Tây chúng tôi nha các anh chị các bạn. Rồi xin tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị.